2 được mang tên vòng eo dẻo dai. Luật chơi của chương trình đó chính là chúng ta sẽ có hai cái cột ở này, và mỗi cái cột sẽ đặt một cái lò xo, âm nhạc vang lên một cái, mình sẽ sử dụng vòng eo của mình lắc làm sao cho cái CD này di chuyển được về phía cuối cùng ở bên kia cái cột. Và hai người chơi đến từ hai đội sẽ lên vị trí ở bên này thi đấu đối kháng cùng với nhau. Người nào có cái CD này về đích trước sẽ là người chiến thắng, mang về cho mình 20 điểm trong mỗi lượt. Rồi, và bây giờ thôi chị Yến mình lên mình chơi trước luôn đi. Mời chị Hải Yến lên. Lên chị Yến luôn chị ơi. Tất nhiên rồi. Lê Thiện Hiếu. Rồi 3, 2, 1. Music. Trời ơi, trời ơi. Nhanh vậy. Sao Yến nhanh vậy? Nhảy lên, nhảy lên. Hay lắm Yến ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhảy lên. Cắt mạnh lên. Đúng rồi, đúng rồi. Cắt lên, cắt lên. Chị Yến đã tới trước, chúc mừng chị Yến mang về cho đội mình được 20 điểm. Chị Bảo Phúc này, bà Thúy Anh vừa nói với nhau là rằng chị ơi, nếu mà cái số này mà Phúc ý không thắng được anh ý thì mình sẽ làm gì? Chị bảo thôi, chị sẽ hát một cái bài giờ còn gì hay nói đi em khi đã không còn chung bước. Ok, là hiểu rồi ha, là bị đuổi khỏi đội đó Phúc ơi. Và bây giờ thời gian dành cho âm nhạc bắt đầu. Lắc nào, dẻo dai nào, đừng đừng nhún lên đừng xuống, lắc theo vòng tròn. Đi 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 hay lắm, đi nó tìm một chỗ luôn kìa. Sao đâu mà sao đâu đi sao đâu đi lại lại quay thưởng lại rồi. Chúc mừng Tân Phúc, chúc mừng. Sẽ là lượt cuối cùng, xin mời Thúy Anh và Phương Trinh. Thời gian âm nhạc bắt đầu. Hay lắm, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Không đi luôn kìa, không đi luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời làm đi, làm lên, nhanh lên. Đúng rồi, nhanh lên. Lại đi ngược lại này má. Ai về trước, ai về trước. Nhanh lên, thì anh cố lên. Má, chuẩn bị má. Một cái nữa, một cái nữa má. Tình thế đang được thay đổi. Và 20 điểm cuối cùng trong vòng này đã thuộc về đội Trí Tuệ.